Ok, xin chào bạn, thì mình vừa mới nhận được hai cái món này ở trên mình đặt trên Shopee các bạn ạ. Thì đây nó là cái gói này là cái mạch để xem nào. Sản phẩm đâu nhỉ? Tóm lại là cái mạch này nó là cái mạch cân bằng và bảo vệ pin lithium support fast pin LiFePO4 các bạn ạ. Và cái chỗ này là pin. Và mình mua ở đây là 4 quả pin 3,2V 50Ah các bạn nhé, 50Ah. Đây, 4 quả đây, LiFePO4 này, 3,2V 50Ah. Mà cái kiện hàng này nó chỉ có giá là 1.640.000. Tức là một cái viên pin này nó chỉ có giá là 368.000 các bạn ạ. Đó. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp ra xem chất lượng của nó như thế nào. Ban đầu mình nhìn cái giá rẻ như thế thì mình cũng hơi nghi ngờ các bạn ạ. Xem là pin có là phải là pin mới hay không. Và chất lượng nó như thế nào. Thì cái nhà bán hàng này thì sau khi mình đặt ấy, người ta cũng có liên hệ lại với mình. Thì người ta nói là người ta chỉ còn 4 quả này thôi. Thì có một quả cái vỏ nó hơi xấu. Đấy, cái vỏ nó hơi xấu. Thì anh ấy bảo là sau khi mà mình nhận được hàng thì mình cứ thanh toán tiền. Thì anh ấy sẽ, cái quả hơi xấu đấy là anh ấy sẽ giảm cho là 300.000. Thì anh ấy sẽ chuyển khoản lại cho mình bằng hình thức là chuyển khoản. Đấy, thì coi như là anh ấy bớt cho mình 300.000 vì cái quả đấy là cái vỏ nó xấu. Đây, đây là cái mạch HX4S100A là cái mạch bảo vệ pin lithium và cân bằng 100A các bạn nhé. Cái này mình mua về để chơi với lại cái pin mặt trời mình mà. Để mình đẩy, mình đẩy mấy cái quả pin này mình đang sử dụng ở đây ra. Đấy, đây pin xe đạp điện con này. Trong đây nó có 12 cell. Thì mình sẽ đóng thành 4 bình. Pin này pin 3V7 thì mình sẽ đóng thành 4 bình 12V. Thì sắp tới mình sẽ có một cái dự án là chế đồ rất là hay. Đấy, cái quả vừa rồi này với lại cái quả này 20A nữa, lipo bạn nhé. Thì là mình sẽ đẩy ra và mình sẽ dùng cái việc riêng. Còn mình sẽ thay nó vào cái bằng cái pin sắt phốt phát các bạn ạ. Đấy, lithium sắt phốt phát. Bởi vì là cái áp, cái điện áp của thằng sắt phốt phát này nó rất là cao. Và nó, cái ưu điểm của sắt phốt phát đó chính là nó giữ áp cực kỳ lâu các bạn ạ. Thứ nhất là tuổi thọ nó cao hơn thằng lipo này. Thứ hai là cái mà mình thích nhất đó chính là cái nó giữ áp lâu, nó giữ được áp đỉnh lâu. Đó. Còn cứ như cái thằng lipo bình thường với lithium bình thường kia thì là nó chỉ đến áp là 12V6 là nó dùng rồi. Mà cứ càng về sâu thì áp nó mới giữ lâu được. Đấy, nên là nó hơi bất tiện để sử dụng với pin mặt trời. Mình thay nó bằng pin PO4 này, pin sắt. Rồi thì cái loại bên anh ấy, cái loại 50Ah này chỉ còn có 4 quả này thôi, thì anh ấy bán cho mình rồi. Còn cái loại mình sẽ để cho các bạn tham khảo cái loại 56Ah 3,2V 56Ah. Thì giá của nó cũng 4 quả nó cũng chỉ tầm 1.9 triệu thôi. Mình sẽ để liên kết với phần bình luận này nhá. Anh em có thể là kích vào để tham khảo. Đó. Đây, pin đây rồi các bạn ạ. 4 quả. 4 quả các bạn nhá. Để mình đo cho các bạn xem như là kích thước và cũng như là cái nội trở của cái pin này xem nó có phải là pin mới không các bạn nhé. Thì đây nó là cái kích thước của cái thằng pin này các bạn ạ. Dài là tầm khoảng 14,5. Rộng là tầm khoảng 2,8 các bạn nhé. Cao khoảng 11,5cm. Thì cái quả này nó là cái quả mà anh ấy bảo nó xấu các bạn này. Đó, đây pin, các cái loại pin này, các cái viên pin này đều có mã hết các bạn nhá.
Đấy, đều có mã QR code ở dưới là ui dính quá. Thì cái vỏ này nó bị xấu bạn này. Khả năng là cái vỏ này nó bị chịu tác động của nhiệt độ. Đấy. Đây. Các cái xe to như này thì thường thường cái vỏ nó sẽ hơi phồng nhưng mà không sao bạn nhé. Nó không vấn đề gì cả. Pin này. Bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem cái độ trở của nó là bao nhiêu cũng như là điện áp của nó là bao nhiêu. Đấy, máy này là máy chuyên dụng luôn các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành là lấy cái mức zero cho cái dây đo này. Đó, zero này. Thì kết quả là các bạn sẽ phải trừ đi 1,8 mΩ các bạn nhé. Đấy, mình sẽ đo cho từng xe, đầu tiên là cái xe cũ trước. Đây còn chưa biết đâu là cực âm, cực dương cơ. 2,4 mΩ mà trừ đi 1,8 tức là cái này còn khoảng 0,6 mΩ trên một xe các bạn nhé. Đấy. Một xe này khoảng 0,6 mΩ. Đây cũng vậy này các bạn này. Đều khoảng 0,6 hết. Đấy. Rất là đều nhau các bạn nhé. Rồi. Như vậy là tất cả các cái xe này nó đều có cái mức nội trở nó rơi vào khoảng 0,6 mΩ. Như vậy là rất là ok rồi các bạn nhá. Đấy, cái xe này thì nó hơi bị rộp lên một chút thì không sao, không vấn đề gì các bạn ạ. Đó. Điện áp của cả 4 xe này hiện tại là, để mình đo xem, 14,25V, cái áp đỉnh rất là cao nhé các bạn nhé. Cái pin này nó có một cái ưu điểm, đó chính là khi mà nó sử dụng đến gần hết pin rồi, cái điện áp của nó vẫn giữ ở cái mức là 14V. Đấy, mình sử dụng pin sắt phốt phát là mình biết. Nên là nó rất là thích hợp để sử dụng với lại năng lượng mặt trời. Đấy, 4 xe này nó chỉ có giá là 368.000 xe, nó gọi 370 đi. Đấy, còn đây là cái pin lithium của mình. Bây giờ mình sẽ, đây này, điện áp của nó còn 11,7V này. Cái này đã lâu mình đã đóng trong một clip khác rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành là mổ nó ra và đóng lại nó thành 4 bình 12V các bạn nhé. Đấy. Đây là cái chỗ pin mà năm ngoái mình đóng các bạn này. À. Chứng tỏ là sau hơn 1 năm sử dụng với lại pin mặt trời thì cái thằng này nó vẫn còn tốt đấy chứ. Đấy. Bây giờ sẽ dỡ bỏ từng xeo một. Cái này vẫn còn tốt đấy chứ các bạn ạ. Vẫn cái tình trạng của những cái xeo này, tức là cái độ phồng ấy, nó năm ngoái nó như thế nào thì đến bây giờ nó vẫn như vậy. Cái này mình sử dụng được hơn 1 năm rồi. Đấy. Đây các bạn. Ui giời, để hơi nước nó vào xong là nó ẩm mốc các thứ là nó rỉ đây các bạn này. Để mình cách ly toàn bộ cái dây này ra không nó bớt nguy hiểm nhé. Thì cái xe này nó là xe 3V7. Dung lượng gốc của nó là 12Ah. 12Ah một xe. Đó. Thì cái đợt mình mua cái viên pin xe đạp điện này nó có giá là 200.000. Xong là nó về mình tháo ra thì nó một xe nó bị kiệt. Tức là một xe nó bị hỏng, đâm ra là cả cái viên pin đấy người ta sẽ bỏ đi. Đấy, thì mình pin này là pin 13S. Thì trong đó là mình có được là 13S là mình được 13 cell và một cell hỏng là mình được 12 cell.
Đấy, mình sẽ tận dụng cái đợt đấy là mình dùng để mình đóng lại cái một cái bình 12V. Đấy, cứ 4 cell song song thì lại nối tiếp với lại 3 cell. À. Cái này cái độ trở của nó vẫn còn rất là thấp nha các bạn nhá. Cái này nó phải ấy, cạo nó phải trắng trắng thì nó mới đo nó mới tốt được. Ui giời. Vẫn còn được 5 mili ohm. 5 mili ohm là trừ đi 4 phẩy mấy các bạn này, trừ đi 1,8, tức là còn khoảng 3 mili ohm. 3 mili ohm là pin này vẫn còn rất là tốt các bạn nhá. Này mình có 12 cell đôi 46 80 12 này, mình sẽ đóng thành 4 bình 12V, như vậy mình được 48V. Sắp tới mình sẽ có một cái dự án chế cái này vào cái xe đạp rất là hay, thì các bạn sẽ đăng ký kênh YouTube của mình và theo dõi nha các bạn nhá. Thì về phần cái thằng pin này này, mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu luôn. Thì ở trên đây nó có hướng dẫn luôn rồi các bạn này. Đấy, cái này nó sẽ biểu trưng cho cái trạm này các bạn nhá. 3,2V này, cái điểm này nó sẽ vào đây là cái dây cân bằng. Điểm này vào là 0V này. Đây là 3,2V này. 3,2V tiếp theo này. 3,2V tiếp theo và chỗ này vào 14,4V nhá. Thì cái chỗ này này, cái C cộng vào với C trừ ấy, đây là C trừ này. C cộng tức là tất cả các điểm dương thì nó đà dương bình ắc quy luôn các bạn nhá. Đó. Thì B trừ thì các bạn vào cái điểm âm bình ắc quy, điểm âm cùng này. C cộng và C trừ là cái dây sạc. P cộng và P trừ. P cộng tức là điểm dương bình ắc quy này và P trừ là điểm này này thì nó sẽ là đường gia tải. Nhưng mà tuy nhiên như vậy thì nó sẽ là đường sạc và đường tải riêng. Đấy, nếu mà các bạn dùng với pin mặt trời, năng lượng mặt trời ấy, thì nó phải là sạc với xả chung. Thì các bạn chỉ sử dụng C cộng với lại C trừ, tức là dương bình ắc quy với điểm C trừ này thôi nhé các bạn nhé. Còn cái điểm P trừ là các bạn bỏ. Đấy, P trừ bỏ thì nó sẽ phóng được là ra sạc xả chung. Đấy. Rồi, thì link mua hàng của hai cái sản phẩm này, cái này có giá 90.000 thôi. Mình sẽ để ở dưới phần bình luận cũng như phần mô tả clip này với cái đống pin này. Mình sẽ để các sản phẩm cùng loại 3,2V 56Ah và 4 quả, mỗi quả nó chỉ chênh lên có 80.000 thôi. Đấy, tức là gần hơn 400.000 một chút. Một quả 3,2V. Đấy, ok. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.